Hai hôm mấy bạn. Năm đứa hai chục. Rồi con. Hello đi. Ủa, bữa nay không đi qua anh Tư sao? Nè, con ăn cơm. Cơm với cốt. Cơm dê hả? Nhưng mà ngồi. Cái này riêng cái chó nha mấy bạn. Đúng rồi. Ừ. Cái này có ba mà. Ừ, này có ba. Con mình. Con như bà Tám. Cơm như vậy. Cơm. Dữ mặt. Dậy chưa cơm hả? Cô Tám mày đi cứu không? Cứu đâu? Người chưa? Cơm mình. Không quên mà. Dậy đi hả? Giờ ăn ăn thịt vào. Ăn cơm gì vậy? Mấy vậy nó đâu ăn cơm nhà. Nhìn đói giờ, mời, để mời cơm cứ. Nó mập. Cái gì nữa? Mời ăn cơm cứ. Rửa cơm. Nhìn đói rồi mời ăn cứ. Rồi nhìn đói đi. Cho mời cho đêm cứ á. Nói đi. Nhìn đói được nhìn. Ăn cơm đi đám dỗ chứ mời. Thấy không bảo. Mời vợ con qua. Mời vợ con qua. Qua mà. Không. Mời đứa học mà. Ăn con. Thôi rồi. Dạ. Học ép quá. Thôi giá tiền công mẹ ăn đi chứ. Tiền công giúp mẹ ăn đi. Tiền công đâu mày? Mẹ mày đưa tiền rồi. Mày hương đâu mà? Ừ. Ngon quá. Đâu cơm con bị thinh là trời. Trước kép. Còn luôn bạn con cơm tép. Ăn đi. Giờ ông này ông biểu thôi uống thêm nữa đi. Có không nước? Dừng lại nước. Rớt vô một cái đi luôn. Đi làm mày tức giận à nha. Sáng uống rồi. Ngon quá. Ăn cẳng gà nữa hả? Gà mua qua. Ăn ngày đâu mà? Ăn ngày mai nghỉ hay hả? Đi không đi, đi, chờ làm gì mất. Không chờ làm gì mất. Thầy kêu. Ơi! Nó ngợm vậy? Ơi! Riêng! Mà ăn đi có gì đó mà quay không biết. Phá luôn rồi. Mẹ phá mà. Cũng có nhiều xem đi. Về bà nội rồi. Để làm tư liệu. Già phải quay vậy mới được. Để ăn cơm nè. Để bây giờ. Ủa ngỡ tình tiền nữa ta. Ừ, quà tiền. Tiền. Hãy nói là tiền. Biết ấm ngàn cho tiền rồi. Rồi xong hả? Vậy nó có quay clip mang nhỏ rồi đó. Bà đó. Tiền. Vậy con để quay clip à? Nè. Gì vậy? Thì cũng để quay clip nữa. Cái gì không bạn? Giữ ta. Con đang giữ ha. Bớt ăn gì cho quay hả con? Ừ. Ăn nhiều vô. Ủa vét hết trơn luôn vậy. Giữ lên. Đội. Nói không? Nói. Rồi nó. Bác mẹ ơi. Nhìn đây nè. Rồi sao kìa, nói sao kìa. Hello bạn. Mình ăn ngon rồi. Hello các bạn nha.
Con là mập. Rất mập. Mình ăn no rồi mọi người ơi. Ăn no mọi người ơi. Sao ghê. Heo à. Ai ơi mấy bạn nha. Quay hoài. Ôi. Con cạp đi. Cho con với. Mãi quay hoài trời. Quay mít rồi. Lên ông hủ lên quay gì đó. Nè. Ông gì? Quay ông hủ. Lọ. Nó quay bên này, ngoài này, nó nào nè. Tốt. Nó đưa qua làm lên YouTuber. Thì ơi mấy bạn. Ừ. Cái ngó tay ha. Đây luôn mấy dân dởm. Múc đường ủng hộ kênh Hăng Vlog.